bạn khán giả truyền thân mến, chúng ta đang được theo dõi những hình ảnh được truyền về từ sân vận động thành phố Vinh, nơi mà ngày hôm nay thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng sẽ tiếp đón đối thủ Hải Phòng trận đấu trong khuôn khổ của vòng 3 Naiwop V-League 2023. Và lúc này thì các cầu thủ khách Hải Phòng đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và họ đang có được 4 điểm, bằng điểm với hai đội bóng là Hà Nội cùng với Đông Á Thanh Hóa. Trong khi đó thì Sông Lam Nghệ An, đội chủ nhà của trận đấu ngày hôm nay, với 2 trận hòa liên tiếp thì đang đứng ở vị trí thứ 9 và họ đang có được 2 điểm. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Hoàng Ngọc Hà, hai trợ lý là các trọng tài Trương Đức Chiến và Phan Huy Hoàng. Trọng tài bàn sẽ là ông Nguyễn Ngọc Tùng. Trên hình ảnh là đội hình xuất phát của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ngày hôm nay. Bộ đôi trên hàng công của các cầu thủ chủ nhà vẫn là số 98 Soladio cùng với số 19 Olaha. Bốn cái tên ở tuyến giữa là số 17 Nam Hải, số 7 Xuân Mạnh, số 23 Xuân Tiến và số 9 Trọng Hoàng. Hàng phòng ngự gồm có những cái tên là số 79 Sĩ Hoàng, số 33 Vitas, số 3 Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng và số 66 Đình Hoàng. Ở trong khung gỗ là thủ thành mang áo số 25 Văn Tiến. Như vậy là ngày hôm nay thì Sông Lam Nghệ An sẽ quay trở lại với sơ đồ 442. Và đây là đội hình xuất phát của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Ở vị trí thủ môn là số 26 Văn Toàn. Các hậu vệ gồm có số 29 Văn Minh, số 66 Bikubi Sante, số 5 Văn Tới và số 17 Phạm Trung Hiếu. Tuyến giữa gồm 3 tuyển thủ đó là... Xin lỗi quý vị và các bạn, tuyến giữa gồm 3 cái tên là số 14 Hải Huy mang băng đội trưởng, số 19 Mạnh Dũng và số 79 Tuấn Anh. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà Sông Lam Nghệ An trong trang phục màu vàng sẽ bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của các bạn. Tình huống trả bóng an toàn của Xuân Mạnh rất nguy hiểm. Đó là cơ hội. Một sai lầm rất đáng trách của thủ thành Văn Tiến. Phút thứ 10 của trận đấu, Hải Phòng đã có bàn thắng vượt lên. Một pha ghi bàn quá dễ dàng. Rất khó hiểu khi thủ thành Văn Tiến đã đưa bóng lên trong một tình huống như vậy. Câu lạc bộ Hải Phòng cả hai cầu thủ bên phía Sông Lam Nghệ An là cầu thủ mang áo số 79. Đó là trung vệ Vitas cùng với Sĩ Hoàng lệch bên trái đều đang bị áp sát bởi các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hải Phòng. Và sẽ là hợp lý nhất nếu ở tình huống vừa rồi thủ thành Văn Tiến thực hiện một cú phá bóng lên. Bây giờ là cơ hội cho Sông Lam Nghệ An. Tỷ số được cân bằng 1-0 rất nhanh. Phút thứ 12 của trận đấu và Soladio đã lên tiếng. Một cái gì đó rất giống như của đội sức của Sông Lam Nghệ An cùng với SHB Đà Nẵng. Đội chủ nhà đã có bàn thắng vượt lên ở phút thứ 45 và chỉ một phút sau đó thì SHB Đà Nẵng tìm kiếm được bàn thắng sang bằng cách biệt. Và đây là trận đấu thứ 2 trên sân Vinh của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng ở mùa giải Naiwop V-League 2023. Chỉ khác số phút thôi và chúng ta đang được chứng kiến một kịch bản góp phần tương tự. Phút thứ 10 từ sai lầm của thủ thành Văn Tiến, Tuấn Anh đã giúp cho đội khách Hải Phòng vượt lên. Nhưng rất nhanh, Soladio đã đưa trận đấu trở lại với vạch xuất phát. Cũng từ những lời nhắc nhở đó, từ sự áp sát rất quyết liệt, Hải Phòng đã có được bàn thắng. Rồi dẹp em Pane, Minh Dĩ. Vẫn là Minh Dĩ, cơ hội. Không được. Bóng cắt ngang khung thành của Sông Lam Nghệ An. Ở nỗ lực dứt điểm đầu tiên của Minh Dĩ, bóng đã bị chặn lại bởi Quế Ngọc Hải. Nhưng ở tình huống tiếp theo thì số 11 của Hải Phòng đã không có được cú dứt điểm tốt nhất, là chưa đủ. Soladio và áp sát cực nhanh của anh hùng nhưng vẫn đang là các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đường truyền của Trọng Hoàng. Soladio, cơ hội vẫn còn, không thể có được một cú dứt điểm tốt. Đó là một tình huống mà Xuân Tiến đã ngã ra. Một pha phối hợp có nét từ phía các cầu thủ chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Pha phối hợp của Olaha, Soladio cùng với Xuân Tiến. Văn Toàn đã băng ra tương đối nhanh. Oh,
Solaha rất mạnh mẽ. Solario, Solario không được, vẫn còn cú dứt điểm không vào. Rất đáng tiếc cho Sông Lam Nghệ An, cú dứt điểm cuối cùng là của Trọng Hoàng. Tình huống trả bóng ra của Solario đã sửa lưng Olaha, nhưng vẫn còn cơ hội với đội bóng xứ Nghệ khi Trọng Hoàng đã kịp băng vào. Nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của số 9 lại đưa trái bóng đi chệch cột. Cơ hội rõ ràng nhất mà các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tạo ra được kể từ sau khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu. Cho tới thời điểm này tại sân Quy Nhơn thì Bình Định đã có bàn thắng vượt lên trong cuộc đọ sức với BKMX Bình Dương. Và bây giờ là cơ hội dành cho các cầu thủ Hải Phòng. Dứt điểm không được. Cú dứt điểm có phần hơi hiền của Tuấn Anh. Ngay sau khi được tung vào sân, Thành Đồng đã để lại dấu ấn của mình. Joseph Mpande. Tình huống can thiệp rất nhanh của Quế Ngọc Hải. Olaha, Olaha quyết định dứt điểm. Vẫn là một tình huống ngăn chặn của Văn Tới. Như vậy là tiếng còi kết thúc đã vang lên, một đều là kết quả cuối cùng của cuộc đọ sức giữa Sông Lam Nghệ An cùng với Hải Phòng. Rất sôi nổi, hấp dẫn, rất nhiều những cơ hội đã được tạo ra. Nhưng cuối cùng thì chỉ có hai bàn thắng được ghi. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời. Hải Phòng tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong những chuyến hành quân tới sân Vinh tại V-League. Sông Lam Nghệ An trở về khu vực phỏng vấn. Như vậy là họ sẽ phải chờ đợi tới mùa giải tiếp theo để có thể hy vọng có được niềm vui chiến thắng tại sân Vinh. Hải Phòng đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ sai lầm của thủ thành Văn Tiến bên phía Sông Lam Nghệ An. Nhưng niềm vui của họ chỉ kéo dài được có vẻn vẹn một phút mà thôi. Bởi sau đó từ một tình huống phản công rất nhanh thì Solario đã đánh gục được Văn Toàn. Một tình huống mà thủ thành của Hải Phòng đã đổ người có phần hơi chậm. Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này. Và với thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thì đây là trận hòa thứ 2 của họ. Và với kết quả hòa tại sân Vinh ngày hôm nay thì có lẽ sẽ rất khó để Hải Phòng có thể giữ được vị trí của mình trên bảng xếp hạng, khi mà vẫn còn rất nhiều những đội bóng mạnh khác của V-League còn chưa thi đấu. Chương trình bình luận của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo của Nowop V-League 2023. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.